Hello, xin chào mọi người. Mình là Jenny đến từ Câu 68 và trong video ngày hôm nay thì Jenny sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong chuỗi top 20 game NFT play to earn. Và bây giờ hãy cùng Jenny bắt đầu video nha. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua hạng mục số 3, đó là những game mà đã có game và chưa có token. Cụ thể là trong file Excel bên tay này. Đây, các bạn có thể mở cái link này ra phần bên dưới description, phần miêu tả bên dưới video nha. Mình sẽ để link file Excel này ở bên dưới đó. Các bạn thấy từ số 16 đến số 20 là những game mà đã có game ra rồi nhưng mà chưa có token. Thì trong video này Jenny sẽ review trước 3 game, đó là Zrun, Skyweaver và World of Arms. Bây giờ hãy cùng mình bắt đầu review game số 16 là Zrun nha. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng xem giao diện của Zrun ha. Website là z.run. Rồi, thì nhìn sơ qua là các bạn cũng có thể biết được đây là thuộc loại game gì rồi, đúng không? Nó khá là giống với một game mà Jenny đã từng review lần trước, đó là D-Race, cũng thuộc thể loại game, đó là đua ngựa và mình sẽ sở hữu ngựa. Bạn vào bài viết của Câu 68 để đọc thêm nha. Đây, bài viết này cực kỳ chi tiết luôn các bạn. 5 điều bạn cần biết trước khi bắt đầu chơi Zrun là các bạn cần phải sở hữu một NFT ngựa cho riêng mình. Thì Jenny đã sở hữu rồi và lát nữa Jenny sẽ show cho các bạn xem con ngựa mà Jenny đã mua nhé. Và sau khi sở hữu NFT xong, chúng ta có thể tham gia horse racing là đua ngựa, tham gia giải đua, lai giống hoặc là giao dịch NFT ngựa. Có hai hình thức để chúng ta có thể mua NFT ngựa của mình ha. Cách thứ nhất đó là các bạn vào website, các bạn bấm marketplace, sau đó sẽ chọn con ngựa cho mình. Nhưng mà tuy nhiên có một điều, đó là marketplace này khi mà nó ra một cái batch ngựa mới á, nó sold out, tức là nó bán hết rất là nhanh. Mình còn nhớ hôm đó mình với sếp mình ngồi mua ngựa để đua thử, thì nó ra một cái batch mới vào khoảng chắc 50 con ngựa, nhưng mà nó chỉ 5 phút sau thôi là nó sold out hết hoàn toàn. Phải nói là cháy hàng rất nhanh nha, mà mỗi con ngựa nó không hề rẻ nha, nó tầm mấy ngàn đô cũng có đó, cho nên là sold out rất là nhanh trên website. Còn cách thứ hai là các bạn có thể vào OpenSea là nơi marketplace chúng ta mua bán NFT, thì chúng ta sẽ vào trang official của Zrun có tích xanh ở trên này. Đây nó bao gồm gần 74.000 items ngựa với rất là nhiều mức giá khác nhau, màu sắc khác nhau. Các bạn hoàn toàn có thể chọn lựa ở trên này, trên OpenSea. Cách mua trên OpenSea thì các bạn có thể vào bài viết này cũng có hướng dẫn cách mua trên OpenSea nhé. Và đây là một thể loại game thuộc dạng pay to play to earn, tức là chúng ta phải trả tiền, trả phí dịch vụ, trả tiền mua ngựa thì chúng ta mới đem ngựa đi đua, chúng ta kiếm tiền từ đó được. Và cần lưu ý đó là mình phải có một cái tài khoản trên Zrun. Thì có hai cách để đăng ký tài khoản. Thứ nhất là các bạn có thể đăng ký bằng Gmail. Cách thứ hai là kết nối với MetaMask. Mình nghĩ là các bạn nên kết nối với MetaMask luôn cho nhanh. Đây, sau khi mà mình đã kết nối với MetaMask rồi, bây giờ mình sẽ thử reload lại. Mình sẽ thử disconnect và reload lại cho các bạn. Rồi. Sẽ bấm vào chữ start ha. Sau đó chúng ta sẽ choose an account. Thì có hai cách là email và MetaMask. Mình sẽ bấm vào MetaMask. Sau đó mình sẽ bấm sign. Rồi, mình sẽ bấm sign ha. Thì tài khoản MetaMask này của mình không có ngựa, mình sẽ chuyển sang tài khoản khác. Đây, tài khoản MetaMask này của mình với con ngựa này. Thì mình sẽ cho các bạn xem con ngựa của mình nha. Ồ, bị lock out ra rồi. Đây, mình sẽ bấm vào ví và mình sẽ kéo xuống dưới cùng. Đây chính là con ngựa mà mình đã mua, tên là Civil Judas. Đây là con ngựa Civil Judas, để mình cho các bạn xem kỹ hơn về con ngựa này. Đây, mình đóng cái cửa sổ này lại. Đây là con ngựa Civil Judas mà mình đã mua. Thì con ngựa này, các bạn có biết là mình và sếp mình mua với giá bao nhiêu không các bạn? Đây là con ngựa trị giá 6.500 đô, tức là gần 150 triệu Việt Nam đồng. Đây là con ngựa Civil Judas trị giá 1.150.000 các bạn. Ok. Rồi. Thì lưu ý một chút là ở trong game chúng ta sẽ không dùng Ethereum trên MetaMask để chúng ta chơi, mà chúng ta sẽ chuyển sang WETH. Thì các bạn bấm vào phần ví bên này, chúng ta sẽ top up, tức là chúng ta sẽ chuyển từ Ethereum của ví MetaMask. Đây các bạn enter amount tại đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đấy, nó sẽ tính ra đô cho các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm deposit to WETH balance và chúng ta sẽ dùng cái WETH này chúng ta chơi ở trong game, tương tự như vậy với withdraw.
Ở trong bài viết này cũng đề cập rất là kỹ về cách chuyển đổi như thế nào, thì các bạn có thể xem ở trong đấy nhé. Nếu mà muốn đua thì mình sẽ vào phần racing, mình sẽ chọn class. Ở trong bài viết này cũng có đề cập đến ở bên dưới này nè, đây hướng dẫn đua ngựa này. Các bạn sẽ bấm vào racing, sau đó chọn class phù hợp với con ngựa của bạn. Lưu ý là bạn chỉ có thể chọn vòng đua ở những class bằng hoặc là cao hơn con ngựa của mình thôi. Ví dụ như ngựa của bạn ở class 3 thì có thể đua ở class 321, class 1 là cao nhất. Bây giờ mình sẽ test thử thôi, mình sẽ bấm vào random tab class 3 đi chẳng hạn. Rồi mình sẽ vào bấm vào cái đầu tiên. Sau đó mình sẽ pick a gate and enter a racehorse. Chúng ta sẽ pick đại nha, gate 1 đi. Rồi, nó sẽ hiện ra một cái phí cho các bạn eligible không đây? Không thì mình sẽ ra một cái class khác đi. Ví dụ thôi nè, ví dụ mình ra class này. Mình sẽ cho các bạn xem cái phí giao dịch. Cái phí giao dịch nó là cái phí gọi là phí dịch vụ nó là cái gì nè. Ví dụ ở đây là 5 đô thì 5 đô này sẽ là cái phí dịch vụ. Khi mà chúng ta bấm vào đây chúng ta enter thì nó sẽ require cái WETH, thì mình cần phải nạp tiền vào thì mình mới đua được. Đó, chúng ta sẽ bấm vào racing nha. Thì sau khi mà đua, sau khi mà mình cho ngựa đua, nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này nè các bạn. Nè, nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Đó là mình, con ngựa của mình và những con ngựa của bên khác, nó sẽ đua ở trong một cái trường đua mô phỏng. Rồi, đó nó sẽ như thế này ha. Các bạn có thể lên xem live ở trên ZRun. Rồi, thì đó là cái gần như là hết thông tin của ZRun. Ngoài ra còn rất là nhiều những thông tin khác như là giới thiệu về huyết thống của ngựa như thế nào, mua ngựa tỷ lệ như thế nào. Các bạn có thể đọc trong bài viết này nha. Nói chung là rất là chi tiết luôn các bạn. Ok. Ok, chúng ta hãy cùng đi tiếp sang con game số 17 là Skyweaver. Đây là một game free to play, tức là các bạn không cần phải bỏ tiền vẫn có thể chơi được. Free to play ha. Skyweaver, đây là website của Skyweaver. Các bạn có thể bấm chữ join the waitlist. Hoặc là lát nữa mình sẽ cho các bạn xem thử bản beta. Bởi vì trước đây mình có nói chuyện với một người ở trong team Horizon, thì họ có cho mình một cái link beta cũng như là một cái code để mình trải nghiệm thử sản phẩm. Thì lát nữa mình sẽ thử trải nghiệm cho các bạn xem luôn. Ở đây là cái private code nha các bạn. Rồi, Skyweaver is created by Horizon. Thì Horizon là gì? Các bạn có thể bấm vào website của Horizon, kéo xuống dưới cùng, chúng ta có thể thấy, trời, giao diện website rất là đẹp nha các bạn. Core team là toàn những người có kinh nghiệm hết. Đây trước mình nói chuyện với anh này, anh Michael. Đây kéo xuống dưới, dàn bad partner là các bạn đủ hiểu. Polychain, DCG, Coinbase, đó, toàn những cái tên gọi là kinh khủng khiếp trong giới crypto các bạn. Cho nên là đây là một cái tổ chức cũng như là một cái game mình nghĩ cực kỳ uy tín luôn. Nhưng mà họ vẫn chưa ra nha, họ vẫn chưa ra, họ có bản beta thôi. Và đây là bản beta nè, beta.skyweaver.net. Thì các bạn cần phải có một cái code mới vào được. Rồi để nó load xong ha. Rồi mình đã nhập, cái này là mình đã nhập code chưa ta? Hình như hôm qua mình đã nhập code rồi. Ok, mình đã nhập code rồi. Và bây giờ mình sẽ thử chơi cho các bạn xem nhé. Thực ra thì hôm qua mình có thử chơi và cái trải nghiệm của mình đối với bản beta này thì hơi lắc một chút. Mình không hiểu là do mạng hay là do máy tính của mình, nhưng mà nó sẽ hơi bị dịch đó, nó không có mượt lắm. Nè, các bạn có thể thấy là nó cứ hơi bị dịch đúng không? Rồi mình bấm vào play now. Trong khi đợi game load thì có một thông tin, đó là cách đây vào ngày 29 tháng 7 thì đây, Horizon Blockchain Games raises 4.5 million for blockchain games like Skyweaver. Nó đã raise được 4,5 triệu đô. Raise được 4,5 triệu đô các bạn cho Skyweaver. Đó, các bạn có thể thấy là rất là xịn ha. Một số tiền rất là lớn. Rồi, game load xong chưa? Vẫn chưa load xong. Rồi, load xong rồi nè. Nó sẽ hơi bị dịch một chút, chắc là do bản beta version. Và cái link này mình cũng đã có từ khá là lâu rồi, mà hôm nay mình mới trải nghiệm cho nên nó hơi lắc một chút. Thì đây là thuộc thể loại game mà chơi kiểu card, các bạn play card, chơi lá bài nha. Các bạn thông cảm là nó sẽ hơi chậm một chút. Đây là một cái khối. Cái khối này nó sẽ hướng dẫn cho mình cách chơi. This is your hero. Đây là hero. Đây là anh hùng của mình. Đây là đối thủ của mình. I am at your service. Cái giọng nó mất cười. Nó nói là bây giờ mình phải đánh bại con này để mình thắng. Nếu mà mình
mình muốn làm việc đấy thì mình cần phải có card. Và bây giờ thì sẽ draw some card, là sẽ lấy một cái card ở đây. Đây là những cái card để chơi game của mình. Ở bên này là năng lượng của mình ha. Ví dụ mình sẽ tung chiêu ra đây. Anything có nghĩa là những cái gì màu xanh lá cây thì có thể dùng được. Mình sẽ drag có nghĩa là mình sẽ kéo thả lên phía trên để mình tấn công cái con quái của mình. Đó, kéo lên phía trên. Đó, thì khi mà mình chọn card xong thì chúng ta sẽ bấm chữ Enter để chúng ta ra đòn. Sao không kéo lên được nhỉ? Nhìn cái khối này giống khối Tesseract. Awesome. Awesome. Nó kêu rất là cool, rất là xịn. Bây giờ mình cần phải đây là mana của mình. You are available one this time. Là mỗi lần đánh, mỗi lần ra card nó sẽ tốn một mana. Và bây giờ mình đang có một mana. Đó. Nói chung là đó, mình cứ ra card thôi. Xong rồi card nó sẽ chiến đấu với đối thủ của mình. Và ok, nói chung là như vậy á các bạn. Mình sẽ demo sơ sơ thôi, bởi vì thực ra game nó khá là chậm và mình cũng đang ở trong giai đoạn tutorial, tức là hướng dẫn, cho nên là nó sẽ nói và nó sẽ làm khá là lâu. Cho nên chắc là mình sẽ dừng cái bản demo này tại đây nha. Và bạn nào muốn thử nghiệm chơi thử thì có thể xin mình, bởi vì mình có 3 cái code lệnh, thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ cho các bạn một cái code để chơi thử. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp đến game số 18, đó là War of Arms, cuộc chiến giữa những loài kiến. Thì game này chỉ only Windows, là chỉ có những bạn xài Windows mới download được game này thôi. Các bạn có thể vào Google Play và bấm chữ cài đặt tại đây. Đây là giao diện của game, thì mình dùng Mac cho nên là mình không tải về được. Nhưng mà lát nữa mình sẽ mượn một trong những cái máy ở bên tay kia, mình sẽ thử download và chơi thử. Ok, và cái mà mình quan tâm đó là play to earn, đúng không? Đó là kiếm tiền bằng cách nào. Thì mình có đọc được một cái thông báo mới nhất của War of Arms Colony. Đây. Là các bạn có thể đọc là can I earn money, là có thể kiếm tiền từ đây không. Và mình có thể withdraw items to engine wallet, là những cái item mà mình kiếm được ở trong game, những cái NFT phần thưởng, thì mình có thể rút ra được engine wallet không. Thì họ nói là chưa thể rút được, nhưng mà feature khi mà version 1.2 launch thì có thể rút được. Còn về việc là can I earn money, là có thể kiếm tiền không, thì hiện tại chưa thể rút engine trực tiếp từ War of Arms, nhưng mà bạn có thể giao dịch được những cái unit ví ở trên engine hoặc là trên engine marketplace. Ok, để đổi lấy scrap coins. Và sau này khi mà một thời điểm nào đó trong tương lai, họ sẽ hoàn thiện cái cơ chế P2E, tức là play to earn, là kiếm tiền, bằng cách là họ sẽ tạo ra một cái cổng. Cái cổng này sẽ chuyển đổi giữa scrap coins với J-Engines, là một đồng tiền các bạn có thể bán nó thành USDT, và một đồng tiền trong game J-Engines, hai cái đồng tiền này với nhau để các bạn kiếm tiền được bằng cách chơi War of Arms. Ok, và ở đây là một cái video YouTube ở chính thức trên cái War of Arms YouTube, các bạn có thể xem. Mình thấy họ mô phỏng khá là chi tiết một cuộc đấu PvP nó sẽ diễn ra như thế nào. Đây này, mình sẽ tua đến cái khúc đánh nhau thì ra nó sẽ như thế này, là đánh PvP ở trong War of Arms nó sẽ diễn ra như thế này. Thì lát nữa mình sẽ vào máy bên kia và mình sẽ demo thử những cái thao tác đơn giản chơi game cho các bạn xem, cho những người mới nha. Ok, vậy thì đây là giao diện của War of Arms. Đầu tiên thì mình muốn nói là chúng ta không cần phải trả tiền để chơi game, bởi vì lúc mà mình vào thì họ có cho mình một con kiến miễn phí và mình đặt tên nó là Jenny. Và sau đó thì các bạn muốn đánh thì phải có ticket, thì các bạn có thể watch ads ở đây, là coi quảng cáo để có được ticket miễn phí. Thì ví dụ như ở đây mình đang coi quảng cáo của Shopee, thì sau khi coi xong mình sẽ được ticket miễn phí ha. Ok, sau khi coi xong thì mình đã claim được một cái ticket và mình sẽ bấm chữ claim. Rồi các bạn có thể xem một số cái mục khác ở trong War of Arms này. Thì chắc là mình sẽ vào Quick Battle, là mình sẽ đánh thử. Nếu mà muốn đánh thì phải spam một cái ticket ra, thì bạn có đồng ý hay không? Mình sẽ bấm Yes. Oh, sao lại Quick? Oh, sorry. Rồi, mình vô lại nha. Đây là nó đang tìm con opponent, tức là con đối thủ của mình. Ok, con kiến của mình tên là Jenny và mình sẽ bấm Ready để chơi game. Thì chơi game này nó có một cái quy luật khá là đơn giản, tức là bạn đưa đội quân của bạn ra làm sao mà để cho cái cục ở giữa này
nó kéo về phía bạn là được. Thật ra mình cũng chưa chơi game này nhiều đâu, mình mới tìm hiểu hôm qua thôi. Nhưng mà nó có một cái tutorial, tức là cái hướng dẫn chơi game. Bạn cứ ra quanh làm sao mà để cho những con kiến nó đánh chết những con kiến bên kia, và cái cục này nó về phía của mình là mình thắng. Đó, thì mình cứ bấm như này mình ra quanh thôi. Rồi cái luật chơi nó cũng khá là đơn giản ha. Các bạn chỉ cần ra quanh rồi các bạn lấy cái cục này về phía của mình. Này, những con kiến này nó sẽ lại gần cái cục đó và nó sẽ bê lại, nó sẽ kéo lại về phía của mình ấy. Rồi chắc là mình sẽ demo cho các bạn tại đây để các bạn hiểu sơ sơ về game nó như thế nào thôi ha. Ok các bạn, như vậy là mình đã review xong 3 game, đó là Zrun, Skyweaver và World of Arms. Ok, nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like và một subscribe, cũng như là tham gia cộng đồng của 68 Gaming nhé. Và mình sẽ còn đi cùng các bạn trong những game tiếp theo của chuỗi series này. Các bạn nhớ hãy bấm vào cái chuông bên cạnh chữ Co 68 TV để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Jenny cũng như là đội ngũ Co 68 TV nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn những video clip sau. Thank you and bye.